Được rồi đấy. Được rồi. Cái này nó phải là cái vlog không? Mấy cái đứa vlogger các em học sinh hai. Thầy xin chào toàn thể các em học sinh. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Lê Anh Tuấn, thầy là giáo viên dạy toán. Ở trong Học Mãi thì các cái khóa học của thầy thì được kết hợp với thầy Nguyễn Thanh Tùng để tạo lên một cái cặp đôi, đó là Tuấn Tùng chuyên dạy toán về cái mảng nâng cao cho bên Học Mãi. Face của thầy thì là thầy Tuấn Học Mãi. Các em có thể search face thầy Tuấn Học Mãi để các em vào giao lưu trò chuyện và tâm tư những cái cảm xúc của các em với thầy. Thầy sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và cũng là kết bạn với các em. Hôm nay thì cũng đã là sắp bắt đầu bước vào năm học mới của các em. Thầy biết là các bạn học sinh lớp 9 năm nay đã trở thành những cái học sinh trung học phổ thông, bước vào cái môi trường học tập mới với cái cường độ học tập nhiều hơn, bạn bè mới và có những cái nổi loạn của tuổi mới lớn, thì chắc chắn hẳn là các em sẽ có rất nhiều cái bỡ ngỡ và cũng có nhiều cái cảm xúc mới lạ cho cái lần đầu tiên tựu trường, năm học đầu tiên tại cấp trung học phổ thông. Chính vì vậy hôm nay thầy ngồi đây muốn được chia sẻ cùng các em, và thầy cũng là muốn quay trở lại cái thời học trung học phổ thông của thầy. Thời mà học trung học phổ thông ấy thì thầy không phải là học Hà Nội. Cái năm đầu tiên của cấp trung học phổ thông năm lớp 10 thì thầy học ở một cái tỉnh miền núi tương đối xa xôi, đó là tỉnh Sơn La. Thầy học tại cái trường trung học phổ thông có cái tên gọi hơi lạ một chút, đó là trung học phổ thông Mộc Lị. Nó thuộc thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mộc Châu là cái nơi mà khí hậu rất là mát mẻ. Nói chung là các em đã từng đi Sapa hoặc là đã từng nghe nói về Sapa thì biết rằng là Sapa là nơi mà có khí hậu mát mẻ vô cùng. Mùa hè thì các cái tỉnh miền xuôi thường kéo lên Sapa để hưởng cái không khí lạnh và không khí mát của Sapa, thì Mộc Châu cái khí hậu của nó cũng gần như là ở Sapa. Những cái năm mà thầy học trung học phổ thông ấy thì ở đấy, thì khi mà sống ở đấy thì gần như không bao giờ có khái niệm là phải quạt là cái gì cả. Tất cả mùa đông hay mùa hè thì cũng không dùng quạt gì cả. Tức là chúng ta cảm giác được cái khí hậu ở đây rất là trong lành, rất là mát mẻ. Còn bây giờ thì Mộc Châu rất là nổi tiếng với những cái sản phẩm đặc trưng, ví dụ như là chè Mộc Châu. Các em nghe tên chè Mộc Châu chưa? Đặc biệt là bò sữa Mộc Châu. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều các cái đặc sắc về văn hóa ẩm thực hay là về các cái dân tộc sống ở trên Mộc Châu, gồm có dân tộc Thái, dân tộc Mèo là chính, và ngoài ra thì còn có dân tộc Kinh. Tất nhiên là thầy là dân tộc Kinh, nhưng mà thầy ngày xưa cũng sống rất là gần với các cái dân tộc khác, ví dụ như dân tộc Thái. Nhà thầy với chỗ mà các cái dân tộc Thái sinh sống thì chỉ cách nhau khoảng mấy trăm mét thôi. Tuy nhiên thì thầy cũng không biết nhiều lắm về phong tục của dân tộc Thái, bởi vì ngày xưa đúng là mình chủ yếu tập trung học là chính, chứ không có cái khái niệm là mình đi chơi đây chơi đó để biết đây biết đó, rất là ít. Bây giờ thì là cái giai đoạn là có một số trường các em đã đến nhập trường đúng không? Đã bước vào học thêm
môn này môn kia, nhưng cũng có những cái bạn mà cũng chưa chính thức bước vào nhập trường, cũng chưa được học môn này môn kia, tức là cũng chưa được phân lớp. Vì vậy là hôm nay là thầy ngồi đây, thầy muốn chia sẻ với tất cả các em là cái về cái thời mà thầy còn là học sinh trung học phổ thông. Cái năm lớp 10 ấy, thầy vẫn nhớ, khi mà chuyển tiếp vào lớp 10 ấy, thì có rất nhiều cái cảm xúc mà ngày đó thầy nghĩ là đúng là bây giờ mình tiếc nuối và mình cảm giác là không bao giờ mình lấy được lại được những cái cảm xúc như vậy. Đặc biệt là các em cứ tưởng tượng là ngày đấy thầy học cấp 2 nhé, cấp 2 thì cấp 1 và cấp 2 thì thầy học tương đối gần nhà. Cấp 1, cấp 2 thì trường cấp 1, cấp 2 nó gần nhau và cách nhà thầy thì khoảng 2 cây số. Và tất cả các năm cấp 1, cấp 2 thì thầy đi học thì đều đi bộ. Không, ngày đấy không có khái niệm đi xe. Cấp 1, cấp 2 không có khái niệm đi xe đạp. Bây giờ các cái em bé lớp 4, lớp 5 đã có những cái xe đạp riêng để các em có thể tự đi rồi đúng không? Thậm chí lớp 3 có những bạn có đi xe đạp đi học rồi cơ. Tất nhiên trường đấy ít, nhưng 4 năm là rất là nhiều rồi. Nhưng ngày xưa thầy không có xe đạp. Ngày xưa toàn bộ là đi học bằng cái đi bộ. Nếu nhà nào sang thì có đôi dép đổ ong đi, còn nhà nào không sang thì có thể là đi chân đất. Nhưng những ngày đấy thì những cái việc là trang phục hay là đồng phục hay là về tất cả những cái về diện mạo thì ngày đấy thật ra là cũng không hề để ý, không quan tâm. Đấy, năm cấp 1, cấp 2 thì thầy đi học cách nhà chỉ khoảng 2 cây số thôi và toàn bộ đi bộ. Vì vậy là khi lên cấp 3 thì nó sẽ gặp rất nhiều cái bỡ ngỡ. Cái bỡ ngỡ đầu tiên của thầy đó là gì? Là trường học cấp 3 cách khá là xa nhà. À, cách nhà khoảng 6 cây. Và nếu đã 6 cây rồi thì thầy không thể đi bộ được. Và bắt đầu ngày đó là phải học xe đạp để đi. Học đi xe đạp để đến trường. Và cái xe đạp ngày đấy của thầy ấy, thì nó cũng hơi buồn cười. Các em bây giờ thì chắc là cũng không biết là có bạn nào biết cái xe đạp của thầy ngày xưa không? Ngày xưa thầy đi học là thầy đi bằng cái xe đạp gọi là xe đạp Thống Nhất ấy. Cái xe đạp mà có khung mà nó rất là cao. Cái hai là xe đạp ngày xưa nó còn gắn biển số ở đấy cơ. Tất nhiên là cái xe đạp của thầy là cái xe đạp từ thời bố mẹ thầy truyền lại cho thầy nên nó mới có biển số ở đấy. Vì vậy đấy là cái bỡ ngỡ đầu tiên là thầy muốn bước chân vào cổng trường trung học phổ thông cấp 3 lớp 10 là thầy đã phải làm quen với cái việc là phải đi xe đạp đi học. Và cái thứ hai nữa là mình bị cái khó khăn là gì? Đó là năm cấp 2 mình rất là nhát. À, vì vậy là khi mà lên cấp 3 ấy, thì cái trở ngại lớn nhất của mình là mình không biết là bây giờ đến trường mới thì gặp bạn bè mới, mình sẽ tiếp xúc với các bạn như thế nào, mình sẽ nói gì với các bạn đây. Và trong cái này còn có cái khó khăn hơn nữa, đó là gì? Đó là nơi thầy sống thì nó cách trung tâm huyện, nó vẫn là trung tâm huyện nhưng mà cách cái nơi trung tâm nhất của huyện nó cũng khoảng là 5 cây rồi. Vì vậy là mình cũng được coi là vùng sâu vùng xa. Còn các cái bạn mới của thầy ấy, khi mà vào cấp 3 đa phần đều là ở dưới trung tâm huyện hết. Vì vậy khi mình bước một môi trường như vậy, tự nhiên mình có cái gì đó mình cũng hơi mặc cảm, hơi tự ti. Mình không biết là mình tự ti với cái gì cả nhưng mình chỉ thấy là cảm giác là đến đấy rất là ngại, ngượng ngùng. Đấy. Như vậy đấy là cái khó khăn tiếp theo của thầy. Nhưng mà còn một cái đặc biệt khó khăn hơn nữa là gì? Các em biết không? Cái đặc biệt khó khăn hơn nữa đó là năm lớp 8 và lớp 9 là thầy lỡ có cảm tình một cái cô bé là cô lớp trưởng. Ngày đấy thì thầy là lớp phó và cô ấy lớp trưởng. Thì cảm tình nhưng mà cảm tình chỉ là theo cái kiểu là nhìn nhau thích nhau thôi. Nhìn nhau để khoái nhau thôi chứ cũng không thể hiện cái gì cả. Nghe đấy biết cái gì đâu mà thể hiện. Thế thì khi mà lên cấp 3 cái mà mình lo lắng nhất là gì? Là không biết vào cấp 3 mình với bạn ấy có được học cùng lớp hay không. Nếu không được học cùng lớp thì chắc chắn là cái tâm trạng của mình nó không tốt rồi. Đấy, vì vậy lại bắt đầu phải lo lắng hồi hộp, hy vọng là khi mà nhận lớp mới là mình với bạn ấy lại vào cùng lớp với nhau. Đấy. Cái tình cảm của cái năm lớp 8, lớp 9 bước vào lớp 10 rất là hay nhá. Mình vẫn nhớ năm lớp 9 là khi mình học cùng cô bé đấy nhá. Thì cô bé lớp trưởng mình lớp phó thì nó lại theo cái hay thế này là không biết là cô giáo chủ nhiệm là tình cờ hay ngẫu nhiên để xếp chỗ ngồi là con bé đấy luôn ngồi trước mình. Thế là cứ trong giờ học ấy thì là mình là học thì mình không nói rồi, bởi vì thật ra là học ngày đấy mình thuộc dạng khá là đỉnh. À, thầy không học trường chuyên nhưng mà lớp thầy lớp chọn. Thầy vẫn nhớ là lớp 9 năm lớp 9 thì phải toán điểm phải toán của thầy là 9,8, rất là gần xấp xỉ 10 rồi. Thì khi mà ngồi học ấy thì thầy toàn ngồi sau cô bé đấy nhưng mà mình ít khi mình tập trung học được lắm bởi vì cái cảm xúc đầu đời nó có nhiều cái cảm giác lạ lắm. Và trong giờ học thì mình toàn ghi lấy cái bút, mình ghi lên bàn. Ngày đấy mình cái cô mình vẫn nhớ cô bé đấy tên là Hương, mình tên là Tuấn. Thế là mình nghĩ ra rất nhiều cái trò. Ví dụ như là mình nghĩ ra trò đầu tiên là viết Hương Tuấn này. Sau này vì sao ghi ngắn gọn hơn là ghi là HT này, lúc thì TH này. Xong cuối cùng mình đã nghĩ ra thấy một cái trò rất là hay là bây giờ mình phát hiện ra một cái phát hiện gọi là phát minh rất là độc đáo là trong cái chữ H
trong cái chữ H nhé, trong chữ H này này mình lại thấy có chữ T lồng trong chữ H. À thế là mình vui quá. Mình nghĩ là hai đứa nó quấn quýt vào nhau rồi. Mình rất là thích cái đấy, tức là H và T nó quấn quýt nó lồng với nhau, tức là gần như là số phận sắp đặt cho hai người ở gần nhau, ngồi trước ngồi sau. Nhưng mà rất là tiếc là ngày đấy là mình cảm nhận hình như là cô bé ấy không thích mình, mà cô bé ấy thích một cái thằng bạn rất là thân của mình. Cái thằng bạn thân của mình thì bây giờ nó đang làm cảnh sát, và bây giờ mình với nó vẫn chơi rất là thân với nhau. Và cái cô bạn mà ngày xưa mình thích ấy, thấy thích ấy, thì bây giờ hầu như không còn liên hệ với nhau nữa. Nhưng mà đấy là cái cảm xúc đầu đời năm lớp 8, lớp 9 mà thầy vẫn luôn nhớ mãi. Thì khi vào lớp 10 mình rất là ngại cái việc đó, là bây giờ sợ nhất là việc là không còn được học cùng cô ấy nữa. Thì đấy là cái rất là khó khăn khi mà bước vào lớp 10. Nói thêm về khi mà bước vào lớp 10 ấy, đấy là cái lo lắng khi mà thầy bước vào lớp 10. Nhưng mà cái ngày mà chính thức đến mà nhận lớp, nhận trường thì nó có một cái kỷ niệm mà đến bây giờ thầy vẫn không quên được. Đó là vẫn là chuyện về tình cảm thôi. Thầy thì tính hơi lòng hoàng, hơi lăng nhăng, không yêu nhiều nhưng mà thích rất nhiều. Khi mà đặt chân vào cổng trường cấp 3 thì cái trường cấp 3 của thầy ấy, là cái trường mà nó nằm ở dưới chân một quả đồi. Quả đồi rất là cao. Đường trường của thầy là dưới chân quả đồi. Đường sau trường của thầy là có cả mộ này, mộ 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 người chết, có cả mộ này, có cả cái lô cốt của các anh chiến sĩ bộ đội ngày xưa là hay ẩn mình trong lô cốt để từ đó là nhòm ra để tia địch ấy. Còn khi mà các thầy học ở đấy thì cái lô cốt đấy lại trở thành cái nơi mà các thầy tụ tập để tia gái ở trong đấy, tức là từ bên trong đấy là phóng tầm mắt ra ngoài để nhìn các bạn gái ở bên dưới đang chơi ở dưới sân trường đấy. Thì ngôi trường của thầy là ngôi trường mà nằm ở dưới một cái chân đồ ở chân một quả đồi. Khi mà thầy bước vào lớp 10 ngày đến nhận lớp ấy, thì mình vẫn nhớ là mình rất là rụt rè. Thật sự là khi bước vào lớp mà nhận lớp, phân lớp, mình bước vào lớp đấy mình ngại vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bước vào lớp đấy hầu hết các bạn trong lớp đều là bạn mới hết. Còn các bạn cũ học cùng lớp mình năm lớp 9 thì mình nhớ ngày đấy là có lẽ là lớp mình chưa đến nổi khoảng 3 đến 4 bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào lớp 10 thì mình vẫn là được chọn vào lớp chọn, bởi mình học khá mà, mình học tốt mà, thì mình vẫn được vào lớp chọn. Vào lớp chọn nhưng mà cái số người mà được vào lớp chọn từ cái lớp cũ của mình vào lớp đấy thì nó không nhiều. Bởi vì số các bạn mà học dưới trường, dưới trung tâm huyện là rất nhiều bạn giỏi và các bạn đa phần vào lớp đấy. Thì khi mà mình được phân vào lớp đấy và mình vào gặp lớp thì mình rất là bỡ ngỡ, ngại ngùng. Và nói chung là lúc đấy mình gần như mình không tiếp xúc với ai cả. Nhưng mà bất chợt khi mà mình đang ngượng ngùng như thế, mình lại bắt gặp trong lớp đấy có một cô bé. Tóc thì để bím hai bên, tết hai bên, để bím hai bên này. Mặc cái áo tím. Cái quần thì mình vẫn nhớ là cái quần mà hơi nâu nâu, màu trắng. Mặt thì rất là, mặt da là làn da rất là trắng, trắng hồng ấy. Mắt to, môi thì mọng. Ôi dồi ôi, mình nhìn vào đúng là mình cảm giác là thất thần người ra. Thế là cái cô bé mà mình thích từ lớp 9 mình quên ngay. Thế là bắt đầu là nghĩ đến cái chuyện là bây giờ theo đuổi cô bé này. Và đúng là bắt đầu từ cái giây phút đấy là mình có cảm hứng luôn. Là mình cảm giác là hứng thú với môi trường mới, với bạn bè mới. Mình sẵn sàng là có thể ra là nói chuyện với các bạn bè mới. Nhưng mình nghĩ thế thôi, tất nhiên là mình từ nghĩ đến thực hiện có lâu. Nhưng mà lúc đó là trong người mình có cái cảm giác gì đó rất là phấn chấn, rất là tự tin. Là cảm giác là mình muốn là được học cái lớp này, mình muốn được đến làm quen với cô bé kia. Đấy. Đấy là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất khi thầy bước chân vào lớp 10. Một cái kỷ niệm mà bây giờ thầy nghĩ là không bao giờ thầy quên được, kể cả những cái tháng năm tháng về sau. Thầy khi mà thầy học xong cấp 3 thì thầy thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa toán. Khoa toán là nói nhé, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi trường sư phạm mà hàng đầu của cả nước. Thì những cái năm tháng đấy thầy vẫn không quên đến cô bé mà năm lớp 10 khi mà thầy bước vào cái ngày đầu tiên mà thầy bắt gặp cô bé đấy. Và mình vẫn thư từ trao đổi với cô bé đấy bình thường, kể cả thậm chí đến bây giờ cô bé đấy đã có hai con đang làm bên ngành báo chí, nhưng mà thầy vẫn liên hệ bình thường. Và bây giờ thầy vẫn gọi cô bé ấy là ngày xưa hai đứa thì đặt cho nhau cái tên gọi đó là người yêu 51%, và bây giờ thì vẫn liên lạc với nhau bình thường và vẫn gọi nhau bằng cái tên đấy. Nhưng mà đúng là đấy là một cái kỷ niệm mà mình nhớ mãi không quên. Chính cái lần đó đã giúp mình có cái sự tự tin khi bước vào lớp 10. Và tất nhiên đây là thầy chia sẻ cái kỷ niệm của thầy nhé. Thầy không khuyến khích các em là đi theo thầy.
không khuyến khích các em là bước vào năm cấp 3 tăm tia cô này tăm tia cô kia, mà chúng ta phải xác định là cái nhiệm vụ của mình là học tập. Thì mình bước vào trường cấp 3 mình phải học tập thật tốt, nhưng đấy là những cái ngoại cảnh nó chi phối mình mà mình không cưỡng lại được, thì thầy chia sẻ thôi. Đấy là cái kỷ niệm về tình cảm, gọi là cảm xúc đầu đời. Còn nếu mà nói về cái vấn đề học tập thì cái năm đầu tiên khi bước vào cấp 3 ấy, thì cái người mà cung cấp cho mình cái sự tự tin cần thiết cho quá trình mà tiếp tục theo học các cái môn ở năm cấp 3 đó là cái cô giáo chủ nhiệm của thầy. Thầy vẫn nhớ cô ấy tên là cô Diệp. Một cô giáo dạy toán có thể nói là rất là tuyệt vời, rất là trẻ. Thậm chí đến bây giờ khi thầy nhìn lại cô đấy vẫn liên lạc qua Facebook, thì sau bao nhiêu năm trời bây giờ nhìn lại cô đấy vẫn trẻ như ngày xưa, không có gì thay đổi nhiều lắm, vẫn một nụ cười hiền từ, vẫn cái cảm giác đó là chăm sóc cho từng em học sinh giống như là con em trong nhà của mình. Chính cái cô giáo chủ nhiệm như thế đã giúp thầy có cái niềm đam mê là muốn theo môn toán học, và chính cô ấy là người mà giảng dạy cho thầy cái môn toán trong 3 năm cấp 3 rất là nhiệt tình. Chính những cái phương pháp cô ấy dạy mà giúp thầy bây giờ là có những cái kỹ thuật mà mình nghĩ là nếu không có cô ấy thì chắc chắn bây giờ thầy sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là truyền thụ kiến thức cho các em. Các em cứ nhớ là một người đi làm sư phạm ấy, thì ngoài cái việc là có năng khiếu ra, sư phạm cần có năng khiếu giảng là giảng bài, thì nó còn có cái nguồn vốn tích lũy về kinh nghiệm giảng dạy. Mà nguồn vốn đấy có do đâu? Do mình từng trải, mình tự trải nghiệm, hoặc là mình nghe đâu đó là được người này người kia giảng và mình hình thành ra những kinh nghiệm cho mình để mình biết là mình cần phải làm cái gì thì nó hợp lý, cái gì nó không hợp lý. Đấy là một chút cái chia sẻ của thầy cho các em, bởi vì thời gian thì thật ra nó cũng không có nhiều. Để mà nói về các cái câu chuyện mà thầy đã từng trải qua ở thời cấp 3 thì nó nhiều lắm, nhiều vô kể. Tuy nhiên là thời gian không cho phép nên thầy cũng chỉ kể một vài điểm, một vài cái cảm xúc khi mà thầy bước vào năm cấp 3 thôi. Còn bây giờ thì thầy cũng trả lời có một vài cái câu hỏi của các bạn là có đặt ra cho thầy. Có cái câu hỏi đầu tiên như thế này. Thưa thầy, khi vào cấp 3 còn nhiều bỡ ngỡ, thầy sẽ cho em xin bí quyết để hòa nhập vào môi trường cấp 3. Thì đây cũng chính là cái bỡ ngỡ mà ngày xưa thầy đã gặp và thầy cũng vừa chia sẻ cho các em. Bỡ ngỡ ngay kể cả từ cái bạn bè mới này, bỡ ngỡ ngay từ môi trường này, bỡ ngỡ ngay từ cách đi học này, rất nhiều cái bỡ ngỡ. Thì thầy nghĩ thế này, thầy là một người mà đã trải qua rồi và rất là lâu rồi. Thì thầy nghĩ là bây giờ khi mà bước vào một môi trường mới thì chắc hẳn là em nào cũng cảm giác bỡ ngỡ. Không em nào là không bỡ ngỡ cả. Nhưng mà mình phải nhớ thế này này. 3 năm cấp 3 đấy là ba cái năm mà sẽ giúp các em nhớ mãi đến tận cuối cuộc đời. Kỷ niệm gì cho các em thời thơ ấu? Đó là kỷ niệm của năm cấp 3. Bạn bè năm cấp 3 vẫn là những bạn bè đồng hành mãi với chúng ta về sau. Vì thế, các em phải nhớ năm cấp 3 các em hãy cố gắng thật hòa nhập với cả lớp. Hãy thể hiện tất cả những khả năng của mình. Chơi được với bạn nào không chơi được thì tất cả các em hãy thể hiện ra. Đừng có giữ trong lòng, bởi vì vì sau các em sẽ rất tiếc nuối đến những cái giai đoạn mà các em đã trải qua năm cấp 3. Ở đây thì bây giờ đi vào chính cái câu hỏi đó là bí quyết để hòa nhập vào môi trường cấp 3, thì thầy nghĩ là đầu tiên là khi vào lớp thì các em hãy chủ động làm quen, nói chuyện với các bạn trong lớp, đừng ngại. Dù bây giờ bạn có hơn kém mình thì mình cũng không có ngại gì cả. Đấy là mình nghĩ thôi. Còn chắc gì bạn đã hơn mình, hoặc là chắc gì bạn đã kém mình. Vì thế là các em cứ coi đã là bạn bè thì không có hơn có kém. Mình thấy bạn thì mình sẵn sàng ra hỏi chuyện, bắt chuyện. Bạn đến từ đâu, nhà bạn ở đâu, bạn học cấp 2 ở trường nào, vân vân. Cái từ những cái mối quan hệ như thế là các em chỉ cần nói chuyện một hai ba câu đôi, hai ba câu đôi lời thôi là lập tức là mình có sự tự tin ngay và tiến gần tới những cái bạn khác nữa. Và chính những cái tiếp xúc ban đầu như thế thì sẽ giúp các em là không còn bỡ ngỡ nữa. Khi mà đã không còn bỡ ngỡ trong một cái môi trường nhỏ ra môi trường lớp của các em, thì khi đó các em sẵn sàng là hòa đồng tham gia vào các cái hoạt động của lớp của trường một cách rất là thoải mái. Và cái việc thấy thì nó sẽ giúp các em học tập rất là nhiều, giúp cho cái công việc học tập của các em rất là nhiều.
bởi vì các em có hòa nhập được với bạn bè thì cái công việc học tập của các em nó mới thuận lợi. Tức là các em có thể trao đổi bài, có thể là bảo ban nhau để học tập, và từ đó là cũng có những cái dịp mà đi chơi cùng nhau và là có những cái lúc mà tâm sự với nhau. Còn nếu các em bây giờ các em cứ sống theo cái kiểu các em nghĩ là bây giờ bạn kia bạn này là không đáng để mình quan tâm, hay là mình nghĩ là tiếp xúc bạn kia là mình thấy là mình cứ bé nhỏ cái gì ấy, đừng có những quan niệm đấy. Đã là bạn bè với nhau thì mọi thứ nó sẽ bình đẳng, và đây là thầy nhắc lại, nó sẽ là cái giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy là đừng bỏ lỡ giai đoạn này, hãy thể hiện hết mình đi, học hành tình cảm thể hiện hết đi, nhưng mà đừng đi quá đà nhé, chỉ thể hiện hết thôi nhưng mà không được quá đà, hiểu chưa? Và đấy là câu hỏi đầu tiên của một bạn dành cho thầy. Tiếp tục đến với câu hỏi số 2 thì có bạn hỏi như thế này: môn học nào thầy yêu thích nhất hồi cấp 3 ngoài môn toán? Bởi vì thầy dạy môn toán ạ. À, thầy nói thật là môn toán thì đúng là thầy có yêu thích, nhưng mà không phải thầy yêu thích nhất môn toán đâu. Mà cấp 3 thì thầy yêu thích nhất là môn văn cơ. Bởi vì sao lại yêu thích nhất môn văn? Bởi lý do đơn giản là gì? Là thầy không biết làm sao, nhưng mà văn đúng là thầy có cái năng khiếu, gọi năng khiếu bịa một tí sao ấy. Ngay từ thời lớp 5 là khi đấy là mình toàn trong đội học sinh giỏi toán, mà cô giáo toàn phê trong học bạ là có năng khiếu học văn. Thế từ đấy nó cứ đeo đẳng mình mãi. Đến tận năm cấp 3 là mình vẫn có cái xu hướng là mình thích học văn. Và cái lý do nữa là thầy nghĩ là thầy muốn thích học văn, bởi vì là ngày đấy là thầy là chuyên về cái khối tự nhiên hơn, nên là trong các cái giờ học với môn văn ấy, thường là cô giáo rất hiếm khi hỏi các cái những cái em học sinh mà thiên học về tự nhiên những cái câu hỏi về môn văn. Và trong giờ làm kiểm tra môn văn ấy, thường là cô giáo cho các em mà học theo khối ngành tự nhiên là được quyền là dở cái tài liệu để lên trên mặt bàn, miễn làm sao các em không chép y nguyên như thế, mà các em hãy sáng tạo theo cái phong cách của các em dựa vào tài liệu tham khảo như thế. Và chính những cái đấy giúp thầy không có cái căng thẳng với môn văn, và thầy cũng khá là yêu thích môn văn. Và bật mí với các em là năm lớp 8, 9 thì thầy thường hay làm thơ đó. Bây giờ là bài thơ gì thì thầy không nhớ nữa. Nhưng ví dụ có những bài thơ con cóc mà thầy vẫn nhớ, là ví dụ như có cái vấn đề là lúc đầu thầy chia sẻ với các em ấy, đó là thầy hay viết cái tên là H và T lồng vào nhau ấy. Hoặc là nhiều lúc là cứ ngồi đăm chiêu là cứ viết hát hương 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 rồi tuấn tuấn tuấn, thế là mới sáng tác ra cái câu thơ. Chả biết là sáng tác hay không hay là mình nghe ở đâu, nhưng tóm lại là có cái câu thơ là gì: anh khắc tên em ngàn lần lên cây mít, cho trâu bò cọ đít lên tên em. Đấy, ví dụ như thế. Tức là ngày xưa những cái kỷ niệm thời ngày xưa rất là hay, bây giờ nghĩ lại thì có thể thấy nó, nếu mà đánh giá quan điểm thì nó hơi không thuần phong mỹ tục lắm, nhưng mà đấy là những cái kỷ niệm mà thầy đã từng trải qua. Thế như vậy là trả lời được câu hỏi của bạn là ngoài môn toán thì cái môn mà thầy yêu thích đó là môn văn. Tất nhiên toán không phải môn thầy yêu thích nhất đâu. Môn thầy yêu thích nhất là thầy thích học môn hóa cơ. Ở môn hóa là cái cô giáo dạy hóa rất là xinh nên thầy thích môn hóa. Câu hỏi thứ ba: hồi lớp 10 thầy có bao giờ chọc phá các giáo viên không ạ? Xin thưa rằng là hồi lớp 10 thì tính thầy là khá là nhút nhát, nên việc chọc phá các giáo viên thì thường ít khi xảy ra. Trong lớp thì thầy thường hay nghịch ngầm thôi, chứ không dám chọc phá các giáo viên đâu. Và khi mà ngồi học thì thầy cũng học khá là nghiêm túc, tất nhiên là có những lúc là đầu óc để đâu đó để nghĩ bạn này bạn kia, nhưng nói chung cái chuyện chọc phá giáo viên thì không. Nhưng mà thầy có một cái bạn của thầy tên là cũng là tên là Tuấn, tên là Nguyễn Phạm Châu Tuấn, thì chọc phá giáo viên kinh khủng. Trong lớp học khi mà cô giáo dạy tiếng Anh ấy, mà đọc đọc cái từ mới mà cứ đọc 2 đến 3 lượt thì ví dụ như đọc từ cúc cờ, cúc cờ, cúc là nấu ăn ấy, còn nếu mà đọc mà rõ hơn là cúc cực là có đuôi y đằng sau là quá khứ ấy, thì khi cô giáo cứ đọc là cúc cúc thì học sinh bên dưới đồng thanh là cúc cực, cúc cực, cúc cực, thì cái thằng kia nó bảo ngay là cái gì cô giáo dạy thì cứ nhai đi nhai lại như kiểu bò nhai. Đấy là những cái trò mà bạn bè thầy nó chọc phá khá nhiều giáo viên, nhưng mà thầy thì ngày đấy khá là lành nên những cái trò này thì thầy chỉ gọi là cười cùng thôi chứ mình không dám. Tiếp tục đến câu hỏi thứ tư là: thầy ơi ngày xưa thầy có quay cóp không? Thì thầy cũng trả lời luôn thế này: cái quay cóp ấy là cái mà rất nhiều học sinh đã vướng phải. Bây giờ trả lời là thầy có quay cóp hay không thì là một câu trả lời khá khó khăn, bởi vì cái quan niệm là quay cóp là như thế nào thì với mỗi một người nó hơi khác nhau một chút. Ví dụ như lúc nãy thầy bảo là ví dụ như là khi mà làm giờ bài kiểm tra môn văn chẳng hạn, là các thầy mà thiên về hướng tự nhiên thì thường được cô giáo cho là được dở tài liệu, thì đấy có được hiểu là quay cóp hay không? Thì thật ra là cô giáo lại không cho dở tài liệu, các bảo là không phải bảo là các em được quyền dở tài liệu đâu, nhưng tóm lại là các bạn thì để nếu mà để tài liệu lên bàn mà làm thì cô giáo vẫn cho các bạn xem làm bình thường, miễn sao không giống tài liệu tham khảo. Thế thì cái đấy có hiểu là quay cóp hay không thì cũng khó, nên câu này thì thầy cũng chỉ khuyên các em thế này này: mình học
thì không nên có khái niệm quay cóp. Tất cả các kiến thức em học các em nên nhớ, nên thuộc trong đầu. Tuy nhiên có một số môn mà các cái kiến thức thật ra nó học thuộc nó không còn có tác dụng nhiều nữa. Ví dụ như bây giờ là các anh chị nếu học đại học rồi có những môn mà liên quan đến triết, đến tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, ngày xưa các thế hệ sinh viên cũ toàn học thuộc thôi. Nhưng bây giờ là thế hệ mới rồi thì các cái trường đại học thường là cho học sinh được phép dở tài liệu, nhưng đấy là người ta cho phép được quyền dở tài liệu để phát huy tính sáng tạo của mình. Thì cái đấy là được cho phép thì các em nên dở, không tội gì mình không dở đúng không? Còn nếu mà về cái khái niệm quay cóp thật sự ấy, thì thầy khuyên các em không nên quay cóp, bởi vì cái quay cóp sẽ giúp mình là một là lười học, hai là các bạn khác nhìn thấy mình lại với con mắt gọi là không có cảm tình lắm. Nói chung ngay cả thầy khi mà học đại học thầy nhìn thấy bạn nào quay cóp là thầy cũng không cảm tình đâu, mình cứ gặp là mình nghĩ ngay đứa kia cảm giác nó cái kiểu gì, học ai mà quay cóp đúng không? Nên là thầy cũng khuyên các em là không nên quay cóp đấy. Câu hỏi thứ năm, có bạn bảo là thầy ơi thầy kể câu chuyện kỷ niệm thời học sinh của một học trò thầy từng dạy đi. Thầy kể câu chuyện kỷ niệm thời học sinh của một học trò thầy từng dạy đi. À thế thì cái câu này thầy phải kể đến cái câu chuyện là từ thời thầy đi thực tập. Cái năm lớp 3, năm thứ sinh viên năm thứ ba của trường đại học sư phạm thì thầy có đi thực tập, và thầy có về thực tập ở một cái trường ở Sơn Tây. Sơn Tây thì ngày xưa nó thuộc Hà Tây, nhưng bây giờ Sơn Tây đã về thừa Hà Nội rồi. Thì thầy vẫn nhớ là về kỷ niệm với cái em học sinh này thì bây giờ mình không thể nào quên được. Bởi vì cái em học sinh này ấy, thì ngay cái buổi đầu tiên vào lớp học là thầy đã gọi là cảm nắng cảm mưa một tí. Tất nhiên là thầy trò là không được chuyện tình cảm thứ tư đâu nhá. Nhưng mà mình khi mà mình bước vào lớp học là mình vẫn nhìn thấy cô này với cái ánh mắt mắt gọi là đắm đuối. Bởi vì sao mà cô bé xinh thế? Thế là mình nhìn một cách say đắm nhưng mà mình không để lộ được, bởi vì mình là lúc đấy là với tư cách giáo viên rồi. Không thể để lộ được những cái cảm xúc riêng tư đấy được. Mà mình nói chung là mình không biết là có lộ thật hay không, có lộ ra được hay không, nhưng mà mình nghĩ không lộ được. Bởi vì cũng không thấy học sinh nào nó trêu. Thì với cái em học sinh đấy thì đấy là cái cảm xúc đầu tiên là khi gặp là thầy rất là muốn nhìn. Và nói chung là mình có những cái cảm tình ngay từ buổi đầu. Và khi mà có cảm tình như thế thì trong các cái giờ học thầy dạy em học sinh ấy thì thầy rất hay để ý về cách học của em ấy. Và kể cả các cái kiến thức mà thầy truyền thụ thì thầy hay để ý là xem em ấy có làm được tốt hay không. Tất nhiên là thầy bỏ qua những cái bạn khác thì không kể nhá, chứ không phải là thầy không quan tâm các bạn khác. Nhưng đây là cái bạn mà học sinh mà có nhiều kỷ niệm với thầy. Thì cái bạn này thầy vẫn nhớ cái kỷ niệm sâu sắc nhất với bạn, đó là năm đấy bạn ấy học lớp 11. Bạn ấy tên là Dung. Thì bạn ấy học lớp 11 thì năm đó trường Trung học phổ thông Sơn Tây có tổ chức cái cuộc thi học sinh thanh niên lịch, và thầy thì đã được một cái vinh dự rất là lớn, đó là thầy đã được là người mà dẫn cái em Dung này là từ sân khấu đi ra. Nó giống như kiểu là các hoa hậu đi thi thì có một chàng trai dẫn ra đi kèm để chào khán giả ấy. Đấy thì thầy được dẫn em này đi ra, và lúc đó thì thấy các bạn khác là bảo thầy với bạn ấy sao đẹp đôi thế. Lúc đấy mình thấy vui vô cùng, vui lắm ấy. Và cái cô bé này thì sau cái thời gian mà thầy đi thực tập thì thầy trở về Hà Nội, về ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội thầy học tập bình thường. Thì đến ngày sinh nhật của thầy, thầy vẫn nhớ là cô bé đã gọi điện và chúc mừng sinh nhật thầy. Sau đó là có đánh cho thầy nghe một cái bản đàn, cô ấy học đàn mà, nên đánh một cái bản đàn mà mình nghe mình xúc động vô cùng. Lúc đấy mình lại còn đang đi xe bên ngoài đường chứ, được cô ấy gọi điện. Nhà cô bé đấy khá là khá giả nên có điều kiện và được học đàn từ thời cấp 3. Đấy là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ về một cái học trò mà thầy đã từng đi dạy. Đây là cái kỷ niệm về tình cảm thầy trò, chứ thầy không nói về kỷ niệm về cái việc học tập. Tiếp tục đến với câu hỏi thứ sáu. Làm gì để cảm giác buồn qua nhanh khi cô giáo em yêu quý sắp chuyển đi ạ? Thì thầy nghĩ này này, gặp gỡ thì phải có chia ly. Mình không chia ly bây giờ thì vì sau cũng sẽ chia ly. Không ai là ở bên nhau mãi mãi được cả. Dẫu biết rằng là rất là buồn khi mà người mình yêu quý sẽ phải không còn hàng ngày mình được gặp nữa. Tuy nhiên là sự thật thì nó vẫn là sự thật. Vì vậy em hãy nghĩ rằng
là cô giáo em chuyển đi thì đó là một điều tốt cho cô ý, tốt về mặt có thể là công việc hoặc là tốt vì một cái vấn đề gì đó mà cô ấy sẽ chuyển đi. Thì khi cô ấy chuyển đi thì em hãy nghĩ rằng là em sẽ không bao giờ để mất cô, mà em vẫn liên lạc với cô bình thường. Em có thể liên lạc với cô qua Face, qua số điện thoại của cô, và em có thể nói với cô ấy là cô bất kể cô đi đến đâu, cô hãy cho em biết cô đang ở đâu để em được nói chuyện, được tâm sự với cô những lúc em vui, những lúc em buồn. Thì thầy tin rằng thì cô giáo sẽ có những cái lời cũng động viên em và giúp em sẽ không còn cảm giác quá buồn khi mà cô ấy phải chuyển đi. Mặc dù là tất nhiên là không thể bằng khi mà cô ấy gần mình được, bởi vì cô trò gần nhau rồi thì nó tình cảm nó khác khi cô đã chuyển đi. Khác ở nghĩa là cái gì, đó là cô có thể quan tâm chăm sóc mình nhiều, nhưng khi cô chuyển đi thì sự quan tâm của cô thì sẽ không được sát sao với mình nữa, và kể cả tình cảm của em dành cho cô thì nó không thay đổi nhưng khó thể hiện hơn. Tuy nhiên chính là sự tâm sự nhau giữa hai cô trò thì thầy nghĩ rằng là cái việc cô giáo chuyển đi nó cũng sẽ không còn phải là vấn đề quá lớn nữa, bởi vì cô trò vẫn liên lạc được với nhau cơ mà, chẳng qua là không thường xuyên thôi. Thầy nghĩ em hãy vui vẻ lên và hãy nói chuyện với cô giáo để cô giáo cũng hiểu được cái tình cảm của mình. Câu hỏi cuối cùng, có bạn là bảo là thầy gợi mở để học sinh xem ly stream. Thầy đọc theo tiếng Việt nhé, xong sẽ chia sẻ những kỷ niệm. Chia sẻ những kỷ niệm niệm đáng nhớ thời học sinh của mình. Tóm lại là có gợi mở những cái chia sẻ đúng không? Thì thầy cũng nói luôn, tức là cũng có cái chia sẻ một chút, đó là cái kỷ niệm mà vẫn là cái thời mà năm cấp 3, năm lớp 10. 3 năm cấp 3 cái giai đoạn thầy nhớ nhất đó là cái giai đoạn năm lớp 10. Mình vẫn nhớ là cái nó là về cái chuyện cái cô bé tóc hai bím ấy. Cái cảm tình đầu tiên là cái ngày mà thầy nhìn thấy cô ấy có tóc hai bím, mắt mắt rất là to, làn da rất là trắng mịn, môi thì hồng, và thầy rất là ấn tượng. Nhưng mà những cái cảm xúc mà đáng nhớ hơn nữa đó là gì? Trong giờ học rất nhiều tình huống nó đã xảy ra rồi. Đang trong giờ học thế nào mình ngồi mình viết bài thì tự nhiên ánh mắt mắt mình lại ngước lên, ngước nhìn lên thì bất chợt không hiểu là cái gì nó mách bảo mà ánh mắt cô ấy cũng quay lại đằng sau và đập ngay vào mắt mình, và hai mắt tóe ra tia lửa điện chớp 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 chớp. Lúc đó hai mắt cảm giác là như kiểu là có một luồng sóng nó đánh vào nhau ấy, và trong người cảm giác lúc đấy là hạnh phúc vô cùng. Ôi dồi ôi, những cái cảm giác đấy à, bây giờ không bao giờ tìm lại được các em ạ. Nhưng mà tất nhiên là thầy với cô ấy bây giờ chả là cái gì cả, chỉ là bạn thôi. Nhưng mà những cái cảm xúc đấy thì nhớ vô cùng, nhớ nhớ mãi ấy. Đấy đấy là cái những cái mà rất là đáng nhớ của thời học sinh. Thì thầy cũng hy vọng rằng là tất cả các em thì khi mình bước vào cổng trường trung học phổ thông, đặc biệt là cái năm mở đầu, năm lớp 10, thì thầy cũng hy vọng tất cả các em hãy cố gắng hết sức thể hiện sự hòa đồng với các bạn bè của mình, với các bạn bè trong lớp này, các bạn bè khác lớp, và cũng hãy thể hiện hết sức cái khả năng học tập của các em. Thời cấp 3 qua đi cũng khá là nhanh, không lâu đâu. 10, 11, 12, 3 năm tưởng chừng thời gian dài, nhưng mà các em vào trải nghiệm và xem, nhanh lắm. Chẳng mấy chốc mà các em lại đến ngày chia tay đâu. Hãy thể hiện hết mình để giúp mình có những ký ức đẹp mai sau mình nhớ lại. Và thầy cũng muốn là nhân đây thì đây là các cái câu chuyện mà thầy chia sẻ với các em. Tất nhiên là ngoài các câu chuyện này thì còn rất nhiều cái câu chuyện mà thầy cũng muốn chia sẻ với các em nữa. Thầy bật mí ví dụ nhé, ngày lớp 10 là thầy bị viêm xoang eo ấy, mũi chảy kinh lắm. Mỗi lần đi học ngày xưa không điều kiện mà, thì vào nếu bạn nào đã từng bị viêm xoang thì sẽ cảm giác cái cảm nhận viêm xoang nào đau đầu vô cùng mà mũi suốt ngày chảy thôi. Thì thầy vẫn nhớ là khi mà thầy ngồi học trong lớp à, bàn thì của thầy thì có 4 người nhá, thì cứ mỗi ngồi giờ học trong lớp thì chỉ khoảng 10 15 phút là bắt đầu thầy cảm nhận là mũi đang chảy từ trên xuống. Thế là khi đó thì mình toàn phải cúi gục mặt xuống dưới bàn thôi, xong mình lấy cái tay mình quệt ngang mũi như này này mình quệt mũi xong rồi mình lại bôi vào bàn. Mình rất là kinh cái cảm giác đấy, bây giờ không biết là ngày xưa có đứa nào chẳng may có lỡ có chạm cái quần vào cái mũi của mình hay không.
có rất nhiều cái kỷ niệm, nếu có dịp thì thầy sẽ còn chia sẻ với các em nữa. Các em có cảm giác không? Quệt mũi xong là bắt đầu là bôi xuống gầm bàn. Một đứa khác mà thò cái chân của nó chạm vào cái đấy kinh nhỉ. Đây là những cái cảm xúc mà những cái chuyện của thầy thầy chia sẻ với các em còn rất nhiều nữa. Thì nhân đây là thầy cũng hy vọng tất cả các em sau cái buổi nói chuyện này thì thầy trò mình thì tất nhiên là với vai trò thầy và trò thì vẫn có những cái gọi là những cái nguyên tắc nhất định khi dạy học, nhưng mà đã nói về là chuyện chia sẻ về tình cảm, về học hành thì chúng ta là những người bạn, những người có thể là người anh, người chị, người em. Các em nếu có thể hãy chia sẻ với thầy, chia sẻ ngay trên video của thầy nhé. Các em hãy chia sẻ để thầy trò mình hiểu nhau hơn, và biết đâu đó thầy lại có thể giúp các em khai thông được những cái bế tắc về cái cảm xúc, về học tập, để giúp các em có những cái tiến triển hơn đối với những cái bế tắc trong cuộc sống. Thầy thì không phải nhà tâm lý đâu, nhưng mà cũng có thể đưa ra được một số cái lời khuyên, đặc biệt là chuyện tình cảm ấy. Cái gì mà khúc mắc á, thích bạn nào trong lớp á, cần thầy tư vấn cái gì thầy tư vấn cho hết. Cần thầy làm bài thơ thì làm cho bài thơ hôm sau tán nó đổ ngay. Đấy nhá, các em hãy chia sẻ trên video, chia sẻ ngay trên chính video của thầy nhá, của thầy ấy, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Và nói chung là trong cuộc sống thì biết đâu vì sau thầy trò mình sẽ có dịp gặp nhau và sẽ có những cái hàn huyên tâm sự trở lại cái thời ngày xưa là thầy đã từng nói chuyện trực tiếp với các em như thế này. Và cuối cùng thì thầy cũng xin chúc tất cả các em là bắt đầu bước vào năm đầu tiên của cấp 3 một cách thật suôn sẻ, một cách thật thoải mái, và có những được thể có thêm được những cái người bạn mới thật là tốt, và giúp mình có những kỷ niệm mà đi đến tận cuối cuộc đời mai sau mình không bao giờ mình quên được. Nhưng mà cũng nhớ là không quên nhiệm vụ học tập đâu nhé, hãy chơi hết mình nhưng mà cũng phải học hết mình. Thầy chào toàn thể các em, hy vọng có một dịp nào đó được gặp lại các em.